Ơi, làm gì vậy? Em. Ôi. Ra đây coi. Trời, em đang có bầu đó. Tự nhiên nịch bụng lại. Tôi không muốn ai biết tôi có bầu được chưa? Với lại sẵn bây giờ tôi nói thẳng luôn nè. Tôi có bầu, nhưng mà không phải với anh. Cái này không phải là con của anh. Giỡn hoài. Trời, tưởng có bầu giỡn lao vậy. Sao vậy, bữa nay áp lực gì kể anh nghe coi. Tôi không có giỡn. Anh làm ơn anh giải thoát cho tôi đi. Tôi cảm thấy tôi sống với anh tôi không hạnh phúc. Tôi không muốn che giấu nữa. Đây không phải là con của anh. Anh tỉnh táo lên đi. Anh làm ơn anh cho tôi được giải thoát đi. Tôi muốn sống với anh nữa. Vậy từ trước tới giờ em phản bội anh? Ừ. Anh chỉ cần biết là người ta rất là tốt, rất là giàu có. Và chắc chắn sau khi mà tôi rời bỏ anh thì người ta có thể chăm sóc tốt được cho hai mẹ con của tôi. Nè, đơn ly hôn á, tôi soạn xong rồi tôi ký bữa giờ rồi. Chờ anh ký vô thôi à. Nếu em tuyệt tình như vậy á thì tôi ký. Tôi trả tự do cho em với người ta đó. Anh ký đi. Hẹn gặp anh ở tòa. Thôi, nhiều đi được rồi. Mày bữa giờ ngày nào cũng nhậu á. Nhậu hoài. Nhậu gì tao thấy nhiều khi con vợ mày nó la mày sao. La mày la luôn tao nữa. Thấy không? Mày đừng nhắc tới vợ tao nữa. Tao vợ tao ly dị rồi. Sao ly dị? Tao mới thấy hai tụi bay còn đi chơi với nhau mới đây mà. Vợ tao đòi ly dị. Nay cũng khoảng 1 tuần rồi. Đòi bỏ đi với thằng nào tao cũng biết. Chắc giờ đang hạnh phúc với thằng đó. Ủa nào? Bữa tao đi ngang nhà mẹ vợ của mày tao thấy nó ở bển mà. Mày nói gì vậy? Mày thấy nào? Cỡ 1 tuần á. 1 tuần. Một tuần? Đúng rồi, tao đi công việc với vợ tao. Chạy ngang là tao thấy nó ở trong nhà. Đi ra đi vô phụ đinh đồ gì mà. Chắc tao nghĩ là nhà bệnh có việc, thành ra vợ mày qua đó phụ vài bữa về chứ. Có nghĩa là từ cái lúc ly dị tao tới giờ, vợ tao qua nhà mẹ đẻ, chứ không có đi với thằng nào hết. Ừ, tao thấy vậy mà. Sao vậy? Rồi, nửa chừng giận hờn gì đúng không? Ôi nè, tao nói cho mày nghe, đàn ông với nhau không à. Phụ nữ mà phải mềm mỏng, phải không? Dịu dàng, đừng có nóng rồi lớn tiếng với nó. Cương với nó không được cái gì đâu, hiểu không? Mềm mỏng. Bây giờ nè, đi qua đó năn nỉ nó đi. Hết giận nó về. Chứ bây giờ mày ở nhà ở đây rồi mày ngồi mày nhậu ngày nào cũng như ngày nấy, giống như cái xác không hồn vậy, thấy không? Đâu được gì đâu. Nghe lời tao, hôm nay đi qua đó luôn đi. Lan ơi, Lan, Lan, mở cửa cho anh đi Lan. Lan, Lan, Lan. Anh qua đây làm gì nữa? Anh tìm hiểu kỹ lắm rồi. Em không có đi với ai hết trơn á. Em ở đây với mẹ. Dù người ta có bỏ rơi mẹ con em, hay là em giận anh cái chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm. Dù có chuyện gì xảy ra với em á, anh vẫn yêu em. Anh muốn cứu em lại từ đầu. Anh có bị sao không vậy? Bây giờ tôi có thai với người ta rồi. Với lại con cũng không phải là con của anh nữa. Anh chấp nhận. Anh yêu em mà. Anh yêu những thứ thuộc về em. Con của em hả? Nó sẽ là con của anh. Anh sẽ chăm sóc nó. Anh có bị điên không? Nhưng mà tôi ngoại tình mà. Làm sao mà bây giờ tôi có thể quay về với anh được? Mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, anh hiểu con người em mà. Em không phải loại người đó. Em à, anh biết là cái thai này nè, chắc chắn là có sự cố nào đó. Mẹ, mẹ nói vợ con tiếng đi mẹ. Con còn thương vợ con lắm mẹ. Con ơi, hay là con suy nghĩ lại đi con.
Con đã nói không là không. Anh đi về đi, mai mốt đừng qua đây kiếm tôi nữa. Lan, anh vẫn còn yêu em lắm Lan à. Cho anh cơ hội làm lại đi Lan. Anh yêu em. Con từ từ đi, để rồi khi khác hai đứa gặp nhau nha. Giờ mẹ vô. Mẹ giúp con đi mẹ. Từ từ. Mẹ, con mua đồ cho em bé rồi nè. Mẹ coi coi, có thiếu món gì mẹ nói con mua thêm. Mẹ, sao mẹ cho anh vô nhà làm chi vậy? Con nói là đuổi anh đi rồi mà. Chứ ngày nào cũng đứng trước cửa la làng á, sao không cho vô được con? Đâu phải là con của anh đâu, anh đem về hết đi. Cho dù em có ghét anh cỡ nào đi nữa, chứ cái này anh mua cho con mà. Tôi nói tôi không cần, tôi tự lo được. Nè mấy cái đồ này đem về hết đi nè. Đó. Con của ai để người ta lo? Để ba nó lo được rồi. Đem về hết đi, về lẹ lên đi, đừng có qua đi phiền tôi nữa. Từ hồi bữa giờ anh qua đây anh có thấy thằng đó nó qua nó thăm em đâu. Mà em trông chờ nó hoài vậy. Tại sao không cho anh cơ hội? Kệ tôi. Bây giờ em cứ nói đi. Em nói cho anh hiểu được em được không? Em đang suy nghĩ cái gì? Nói chung là em mẹ con nhớ cái bụng bự đâu còn ốm ngán đâu mà sao giờ còn ốm ngán vậy? Mẹ cho vợ con uống sữa chưa? Cái sữa mà mẹ cho vợ con uống là sữa gì? Sữa hả? Sữa tiếng Anh. Mẹ không có nói được, không biết nói tiếng Anh. Mẹ có gì giấu con đúng không? Đâu có gì đâu con. Mẹ nhìn mẹ lạ lắm. Nhìn mặt vợ con cũng lạ lắm. Có cái gì cứ nói con nghe coi. Tại sao giấu con vậy? Sao anh ở đây nữa? Anh xin mẹ cho anh vô á. Anh đi về đi. Tôi nói rồi. Bây giờ cho dù anh có nói thêm cái gì hay làm cái gì nữa thì tôi với anh cũng không thể quay lại được. Tôi không có thể nào tôi tiếp tục tôi sống với anh được đâu. Đi về đi. Tại sao em bệnh mà em giấu anh? Hả? Tôi bệnh gì đâu. Nói gì vậy? Em nhìn mặt em kìa. Nó vàng như vậy đó. Anh thấy em có ăn cái gì đâu. Mà suốt ngày em cứ ói hoài à. Xong anh mới đi tìm hiểu. Giờ anh biết được á, em bị ung thư gan. Cái bụng em nó chướng lên như vậy á, là do bệnh chứ không có bầu đúng không? Rồi em sợ á, em bệnh, rồi em làm khổ anh, nên em quyết định ly dị với anh đúng không? Vậy thì em không có tin tưởng anh, không có tin vào tình yêu và lời hứa anh nữa đúng không? Anh hứa gì? Anh nãy giờ anh nói gì tôi không có hiểu gì hết nữa. Cái lúc cưới em á, anh hứa là dù có xảy ra bất cứ chuyện gì á, anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn chăm sóc cho em. Dù em ốm đau bệnh tật, anh vẫn ở bên cạnh em. Nhưng mà em không muốn làm khổ anh. Anh không có sợ. Ngày nào không được ở cạnh em á, anh mới khổ đó. Chứ còn ở cạnh em á, là ngày đó anh vui lắm. Cho anh cơ hội được chăm sóc em nha. Ừ.